Mã Đức Chung, Trương Tiểu Lan, hôn nhân giai thoại của Cbiz nắm chặt tay nhau sau sóng gió ngoại tình. Mã Đức Chung là diễn viên quen mặt với khán giả yêu mến phim Hồng Kông nói chung và phim TVB nói riêng. Anh từng góp mặt trong những tác phẩm đình đám như Phi Hổ, Bao La Vùng Trời, Sóng Gió Khách Sạn, Phụng Hoàng Lâu. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ thì Mã Đức Chung cũng là một người đàn ông đào hoa. Anh được ví như thỏi nam châm hút scandal tình ái. Thậm chí những tin đồn ấy còn khiến nam diễn viên tuột mất giải thưởng điện ảnh quan trọng. Bỏ qua những tai tiếng không hay, Mã Đức Chung vẫn khiến đông đảo công chúng ghen tị với cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ của anh và vợ Trương Tiểu Lan. Câu chuyện tình yêu bền bỉ của họ đã trở thành giai thoại không ai không biết của làng giải trí Hoa ngữ. Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan quen biết nhau từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nam diễn viên đã phải lòng cô bạn học nhưng lại nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình. Năm 14 tuổi, Mã Đức Chung lấy hết can đảm rủ Trương Tiểu Lan đi xem pháo bông, nhưng suốt cả buổi anh vẫn chưa thể ngỏ lời yêu người đẹp. Sau này ra trường, Mã Đức Chung trở thành cảnh sát. Lúc này khi đã có công việc làm ăn ổn định, anh mới quyết định theo đuổi tình yêu của đời mình. Có vẻ như Trương Tiểu Lan cũng chỉ đợi ngày này mà gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của anh. Hẹn hò được một thời gian thì Trương Tiểu Lan sang Úc du học, cặp đôi đành chấp nhận yêu xa. Thời điểm đó họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Cước phí điện thoại đắt đỏ đến nỗi Mã Đức Chung phải tiêu hết cả tiền lương tháng của mình để duy trì những cuộc gọi quý báu với người yêu. Vì lẽ đó nên anh phải làm thêm nghề người mẫu để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học trở về nước, Trương Tiểu Lan cũng gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cùng Mã Đức Chung từng là đôi tiên đồng ngọc nữ cùng nhau sánh đôi oanh tạc trên sàn catwalk. Năm 1993, Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan chính thức về chung một nhà. Thời điểm đó, đôi trẻ vì tài chính eo hẹp nên họ chỉ có thể tổ chức hôn lễ đơn sơ, thậm chí còn không chụp ảnh cưới. Cùng năm, Mã Đức Chung chuyển hướng dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy sau khi nhận lời mời từ nhà đài TVB. Khi ấy, mọi người từ gia đình đến bạn bè thân thiết đều một mực phản đối, duy chỉ có Trương Tiểu Lan là ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Về phía Mã Đức Chung cũng chỉ cần có vậy, nhờ đó mà anh càng thêm quyết tâm phải làm nên chuyện trong lĩnh vực điện ảnh. Về phía Trương Tiểu Lan, trong lúc chồng chăm chỉ đóng phim, cô vẫn tiếp tục theo việc học. Sau khi sinh con đầu lòng, hai mẹ con cô tiếp tục học lên cao, đi đến nhiều đất nước khác để chinh phục những tấm bằng cao học. Năm 2008, Trương Tiểu Lan mới trở lại Hồng Kông, gia đình ba người cuối cùng cũng được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Nổi tiếng là đôi vợ chồng mẫu mực của showbiz Hoa ngữ, nhưng không phải Mã Đức Chung chưa từng phạm lỗi. Trương Tiểu Lan cũng phải là người vợ bao dung lắm mới có thể giữ được hôn nhân của hai người. Sở hữu ngoại hình điển trai, tài tử họ Mã nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh từng vướng scandal tình ái với bạn diễn nữ, trong đó có Sa Thi Mạn, Quách Thiện Ni. Năm 2006, Mã Đức Chung lộ ảnh giường chiếu thân mật với cô gái lạ mặt. Được biết, bức ảnh được chụp trong chuyến du hí đến Thái Lan cùng nhau của cặp đôi. Nhiều tin đồn về Mã Đức Chung khiến Trương Tiểu Lan vô cùng đau lòng, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của đôi vợ chồng. Thế nhưng Trương Tiểu Lan lại chọn tha thứ, cho Mã Đức Chung một cơ hội quay đầu là bờ. Năm 2011, Mã Đức Chung gặp phải hạn lớn khi vướng vào scandal sàm sỡ nữ đồng nghiệp Trần Gia Hằng, khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã đến mức bật khóc tại họp báo. Vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chồng trung thủy của Mã Đức Chung, khiến anh bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Ngay sau đó, Mã Đức Chung phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi mọi người và bà xã Trương Tiểu Lan. Một tháng sau đó, Mã Đức Chung vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhạt đến say bí tỉ rồi thực hiện hành vi sờ soạng hai nữ vũ công ở quán bar. Một lần nữa, anh lại công khai xin lỗi. Đến cả công chúng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với thói trăng hoa của Mã Đức Chung, thì thử hỏi Trương Tiểu Lan làm sao đủ bình tĩnh và bao dung để tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà Trương Tiểu Lan, người phụ nữ ấy vẫn đặt hết niềm tin vào người đàn ông bên cạnh, sát cánh bên anh chống lại cả thế giới. Tấm lòng bao dung vị tha của Trương Tiểu Lan đã khiến Mã Đức Chung vô cùng cảm kích. Từ đó anh quyết tâm cải tà quy chính, quay trở lại làm người chồng, người cha tốt. Trải qua nhiều sóng gió, họ cũng duy trì được hôn nhân bền vững, năm nay đã bước sang năm thứ 28. Hai vợ chồng Mã Đức Chung có người con trai tên Mã Tại Tường. Năm 23 tuổi, anh có ngoại hình và gương mặt điển trai, thừa hưởng những nét đẹp của cha và mẹ. Đặc biệt, chiều cao 1m90 ngang với cha mình cũng là điểm thu hút chú ý. Hiện Mã Tại Tường là người mẫu và đã ký hợp đồng trở thành diễn viên cho một công ty quản lý. Trên mạng xã hội, Trương Tiểu Lan từng chia sẻ bài đăng về chồng với lời lẽ rất đỗi chân thành và ngọt ngào. Em biết anh từ khi chỉ mới 12 tuổi, chúng ta đã kết hôn 1/4 thế kỷ. Em biết ơn vì luôn có anh ở bên, cuộc sống luôn là ngày hôm nay tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Mừng đám cưới bạc của chúng ta.